Đó, sự tu tập nó hoàn mãn hết rồi đó, là công phu vô tròn. Thì tới đây chúng ta mất thôi rồi đó. Thì vậy về cực lạc sướng quá, không về không được rồi, lần này không về cực lạc là không ổn rồi. Tại vì bên đây là cõi thối lui. Bên đây cõi phàm này đó, nó có 6 cõi. Cõi thiên, cõi thần, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Cõi này là cõi thối. Bởi vì mình có cái phước, mình nghĩ rằng mình có chút phước, mình cống cao ngã mạng, cái bắt đầu nó thối lại xuống cái cõi thần Tu La. Thần Tu La cái tánh sân nộ đó, có cái phước đó, cái thối lại, thối xuống nữa, có thể xuống cái cõi làm người. Cõi làm người có phước, cái ngã mạng cống cao, có thối nữa, thối xuống súc sanh. Súc sanh rồi nó hết phước, thối xuống ngạ quỷ, xuống địa ngục, xuống tu cái dữ luôn. Thối không à, lui không à, chẳng có tới. Còn về cực lạc là bất thối. Nên nói ở đây là vững vàng bất thối, công phu vuông tròn. Vậy thì chúng ta một lần này phải về cực lạc mới được. Nếu không về cực lạc, ở đây nó còn thối chuyển là nguy hiểm cho chúng ta rất là nhiều. Nguy hiểm lắm. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý ông bà cô bác cũng như anh chị em đồng đạo gần xa kính mến. Thưa cùng toàn thể quý vị, thì hôm nay thì Ngọc Tâm trở lại với đạo tràng có chú Mười Nhịn. Đây là cái trước mặt Ngọc Tâm là trại của chú Mười. Thì hiện giờ thì xung quanh ngoài ruộng là một cái rừng nước mênh mông, nước ngập rất là mênh mông quý vị. Để trở lại tìm hiểu về pháp môn tịnh độ do chú Mười chuyên về pháp môn tịnh độ quý vị. Chú Mười hãy nghiên cứu tu học trong thời gian qua để gặt hái những cái tinh hoa để chúng ta trao đổi cho chúng ta hiểu biết thêm về pháp môn tịnh độ. Giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng vào trong để cùng gặp gỡ chú Mười và anh em trong trại để chia sẻ cho quý vị mình cùng nghe để chúng ta tiến tu đến ngày giải thoát theo gì. Đây là trước mặt là trại của chú Mười. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa với toàn thể quý vị cùng với em cháu có mặt kính mến. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu cái bài kệ thứ 7 Nhất Cứu Di Đà Thành Phật Tiêu Chuẩn, Nhị Niệm Phật Tâm Nhập Vô Sanh Nhẫn. Nói đến tâm Phật, nói đến danh hiệu Phật hay là thật chứng Phật, và nói đến vô sanh pháp nhẫn thì cái lý tánh rất là sâu. Đó là những danh từ chuyên môn trong đạo Phật, đi vào lý tánh không à. Cho nên mình bàn là chỉ bàn sơ lược. Cho nên chúng ta muốn hiểu được cái đó thì chúng ta phải nghe rạng tới rạng lui nhiều lần. Mà khi nghe được nhiều lần thì ta hiểu được cái lý. Khi ta hiểu được cái lý thì tự nhiên câu Phật hiệu chúng ta niệm sẽ an lạc hơn, thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn. Hay cái người mà biết dùng tâm niệm Phật rồi đó, thưa với quý vị, khi tâm mình nó khởi lên một danh hiệu Phật mà mình nghe rõ ràng, mình biết rõ ràng trong tâm mình nó đang có danh hiệu Phật, thì cái danh hiệu Phật đó trước nhất là nó có sức sáng, tức là nó giúp cho mình thấy danh hiệu Phật rõ ràng và thấy tất cả thế gian rõ ràng, cái gì thật cái gì giả. Sau cái sức sáng nó có thêm cái sức yên lặng, tức là câu niệm Phật nó đi vào cái tịch tỉnh, thì công đức nó khơi dậy, gọi là bất khả tư nghì mà kinh A Di Đà Đức Phật đã nói. Cho nên ấy, tâm niệm Phật là tâm Phật, mà tâm Phật đó thì mình và Phật không có khác. Vì vậy cho nên khi mình dùng tâm niệm Phật trong đứng đi nằm ngồi bất cứ chỗ nào, nếu mình biết dùng tâm niệm Phật, ngay lúc đó mình mới hiểu cái hiệu nghiệm của câu Phật hiệu mà mình đang niệm và mình mới đam mê niệm. Còn nếu mình chưa hiểu cái tâm niệm Phật như thế nào và thời gian niệm Phật mình ngồi sớm chiều hoặc là đi đứng nằm ngồi mình niệm mà chỉ có biết niệm thôi, chưa có biết cái tâm mình có niệm hay không, thì hiệu nghiệm mình chưa hiểu thì vấn đề niệm Phật mình chưa đam mê. Nói cách khác, chưa hiểu cái hiệu nghiệm của niệm Phật là mình niệm chưa nối liền.
Nếu khi nào mà mình hiểu cái hiệu nghiệm của câu niệm Phật rồi đó, tự tâm quý vị sẽ niệm nó liền, không có sức nào cản, không có cái vọng niệm nào cản cái câu Phật hiệu đó được, không có cái mê lầm nào cản câu Phật hiệu đó được hết, không có cái cảnh nghịch, cái cảnh thuận, không có cái hoàn cảnh nào, tai họa nào có thể ngăn cản được câu Phật hiệu đó, vì nó luôn lào lào sáng suốt và nó luôn yên tĩnh lặng lẽ. Thì tới lúc đó quý vị không cần niệm, trong tâm nó cũng tự niệm, không cần bắt buộc cái tâm mình niệm, nó vẫn tự niệm. Đó là dùng cái tâm hành niệm Phật. Nhưng mà nếu chúng ta dùng tâm hạnh niệm Phật như vậy đó, thì chúng ta mới chứng quả. Ở đây đó, cái bài kệ thứ 8 tiếp theo đó, chúng ta tìm hiểu đó, là nhất cú di đà chứng tam bất thối, chỉ thử nhất sanh tiện bổ Phật dị. Khi chúng ta dùng tâm hạnh niệm Phật như vậy đó, chúng ta chứng lên ba bậc gọi là bất thối chuyển, trong đó chỉ làm ba. Và khi chứng lên ba cái bậc bất thối chuyển rồi thì chúng ta sẽ được bổ đi làm Phật. Đó là cái danh từ của Phật học. Nói kiểu thế gian đó, tức là giống như cái người mà cái công tác tốt, làm việc tốt thì có cái trách nhiệm, có cái uy tín chứ, có cái uy tín và có một cái niềm tin tự chính mình. Và người khác, người ta thấy mình sẽ làm việc đó được thì người ta sẽ giao cho mình nhiệm vụ đó đi làm việc. Khi mình niệm Phật được, dùng cái tâm niệm Phật như vậy thì nó chứng lên ba cái bậc bất thối chuyển. Thì khi chứng lên ba bậc thối chuyển đó, tức là chứng lên từ thất địa sắp lên, tức là địa vị thứ 7 của Bồ Tát trong 51 địa vị của Kinh Hoa Nghiêm. Địa vị thứ 7 là nằm ở trong cái địa vị, cái Bồ Tát là thứ 47 á. Địa vị thập địa tức là 10 cái địa vị thứ 50. Mà địa vị thứ 7 tức là địa vị Bồ Tát thứ 47 trong 50. Thì mình sẽ lên Đại Bồ Tát, mình sẽ đi giáo hóa chúng sinh. Rồi tới đó mình chỉ chờ cho Đức Phật ấn chứng cho mình để mình chứng thành quả Phật, đặng mình đi độ đời, gọi là tiện bổ Phật dị. Giống như là khi mà mình được giảng sanh rồi, nói cách khác là mình khi về bên cực lạc, mình tu chứng được ba bậc bất thối chuyển rồi, là chứng được Bồ Tát rồi, Bồ Tát đẳng giác rồi. Thì bây giờ đó, chờ một cái cơ hội nào đó, có một vị Phật nào nhập Niết Bàn, thì cái vị Phật khác điền cái tên mình vào cái vị Phật mà đã nhập Niết Bàn đó, cho mình lên chứng cái quả Phật để mình đi độ đời. Tức là mình thế cái ngôi vị của một vị Phật đã nhập Niết Bàn. Đã. Chứ Phật ra đời liên tục, nhập Niết Bàn, vị này nhập Niết Bàn, vị khác tiếp tục xuất hiện để giải đời. Vậy thì ở đây đã bắt đầu mình tìm hiểu thêm cái bài kệ thứ 8. Đọc lại là: nhất cú di đà chứng tam bất thối, chỉ thử nhất sanh tiện bổ Phật dị. Tức là một câu A Di Đà chứng ba ngôi bất thối, chỉ trong một đời này được bổ lên Phật dị, tức là chỉ trong một đời này được thành Phật. Giống như cái bài kệ thứ 7 thành Phật tiêu chuẩn, tức là niệm Phật thành Phật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu câu thứ 2. Tức là trong bốn câu thì như đã nói là câu nào cũng đầu tiên là nhất cú Di Đà không à. Thì tức là cái người niệm Phật đó thì chứng ngày ba ngôi bất thối. Theo Đại Thừa Giáo thì phá kiến hoặc và tư hoặc mới chứng được ngôi vị bất thối, đoạn phục trần sa hoặc mới lên hạnh bất thối, và tiến phá lên luôn vô minh hoặc mới đắc được niệm bất thối. Đó là theo Đại Thừa. Vậy thì kiến hoặc là cái gì? Kiến hoặc tức là những cái thấy biết sai lầm, không có chánh kiến. Tư hoặc là cái gì? Tức là cái tư tưởng vọng niệm thế gian, không có tư tưởng chân chánh. Mà cái người mà tu theo Đại Thừa Giáo đó, hay phá kiến hoặc và tư hoặc đó, thì mới chứng lên cái bất thối thứ nhất là dị bất thối. Rồi đoạn phục trần sa hoặc tức là cái hoặc thứ ba. Trần sa tức là cái nghiệp nó nhiều như bãi cát, phải phá sạch hết cái nghiệp như bãi cát vậy đó, gọi là đoạn phục trần sa hoặc. Thì lên cái địa bất thối thứ hai là hạnh bất thối, tức là công hạnh mình không thối lui. Và phá luôn vô minh hoặc. Vô minh hoặc tức là những cái tối tâm không thấy cái gì hết á, mà phá sạch nó, chứng hoàn toàn trí tại bát nhã.
thì tới đây có thể là tứ tự đẳng giác Bồ Tát, chứng tới đó mới chứng tới cái niệm bất thối, tức là tự cái chánh niệm trong tâm của mình để thực chứng quả Phật. Nhưng theo các tông giáo khác, tất phải tu tập trải qua A Tăng Kỳ kiếp số mới chứng nhập được ba ngôi bất thối. Giới pháp môn tịnh độ khi được giảng sanh về cực lạc kể như là không còn thối chuyển nữa. Như vậy thì địa vị tam bất thối cầm chắc trong tay và lần lượt sẽ tiến lên Phật quả. Vậy thì pháp môn tịnh độ nó dễ hơn là cái tu theo Đại Thừa Giáo và các cái giáo pháp khác. Đức Phật nói trong Kinh Di Đà, xá lợi Phật, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị ai bệ bậc trí. Nghĩa là nghĩa này, xá lợi Phật, chúng sanh sinh về cõi nước cực lạc đều là bậc a bệ bậc trí. A bệ bậc trí là cái từ phản, người Trung Hoa dịch là bất thối chuyển. Sách Yếu Giải chép: A bệ bậc trí, thử dân bất thối, nhất vị bất thối nhập thánh lưu, bất đọa phàm địa, nhị hạnh bất thối hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa địa, tam niệm bất thối, tâm tâm lưu nhập, tác bà nhã hải. Giải nghĩa thế này, nghĩa là A bể bậc trí dịch là bất thối chuyển. Thứ nhất, vị bất thối là cái bậc đó nhập vào dòng thánh, chẳng đọa vào địa vị phàm phu. Tức là cái người khi mà niệm Phật mà giảng sanh về cực lạc rồi đó, thì cái này chứng được cái quả thứ nhất là vị bất thối. Giảng sanh về bển mà tu tập rồi là chứng vào cái quả thứ nhất là vị bất thối, thì dự vào dòng thánh, tức là vào trong bốn cái thánh quả đó, thinh văn dương giác Bồ Tát Phật. Nếu còn thấp nữa đó là bốn thánh quả ở dưới: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Ở đây dự vào dòng thánh, tức là mới vào dòng thánh chứng bốn cái bậc thánh dưới. Nhưng mà bốn cái bậc thánh dưới như mình nói hồi nãy cái bài trước đó, là cái người chứng quả Tu Đà Hoàng bên cái cõi Tây Phương Tịnh Độ, vì cõi đó là cõi Phật và thường nghe Phật thuyết pháp, thường gặp Phật, thường gặp Bồ Tát, cho nên chứng lên cái quả Phật rất là dễ. Còn bên đây chứng quả Tu Đà Hoàng hay chứng thanh văn gì đi chăng nữa cũng rất là khó, vì đây là cõi phàm. Cõi bên này bị thối chuyển, còn cõi bên kia không có thối chuyển. Cho nên á, về bên bển là hãy nhập vào dòng thánh rồi là không đọa vào địa vị phàm phu, tức là không lọt xuống trở lại phàm phu nữa. Rồi cái thứ hai đó, tu nữa, tu tiếp tục miên mật tu hành như vậy là chứng lên cái thứ hai là hạnh bất thối. Tức là luôn luôn độ sanh, chẳng đọa lại địa vị nhị thừa. Cái công hạnh độ đời đó, mình cứ độ hoài, không đọa vào nhị thừa. Nhị thừa là thinh văn và duyên giác. Nhị thừa là ở cấp độ giữa, tiểu thừa là cấp độ dưới, mà đại thừa là cấp độ trên. Vậy là không đọa nhị thừa. Không đọa nhị thừa đó tức là nhờ cái công hạnh độ sanh, tức là cứu độ chúng sanh đó, chỗ nào cũng có. Hay khi mình về bển mình chưa chứng quả Phật nha, nhưng mà khi mình muốn đi về độ ai, mình nóng lòng về độ ai, thân tộc mình, dòng họ mình, cha mẹ ông bà mình, hay là chúng sinh nơi phương nào đó, mình nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn Di Đà, bây giờ đó thế giới ta bà đang khổ đau, con may mắn được về với Phật là cái phước duyên con lớn lắm rồi. Nay con về đây, dòng họ con, thân tộc con, xóm riền chúng sinh nhân loại còn khổ với thế giới ta bà, con không nỡ đành. Con cầu xin Đức Thế Tôn đi giáo độ cho những người có duyên với con được về hết bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và xin Đức Di Đà cho con thần thông, cho con mượn thần thông, mượn công đức để con đi giáo hóa họ. Như mình nói hôm trước là niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên rồi, dám là chỗ này. Vậy thì tới đây là mình là lo đi độ sanh, là cứu độ chúng sanh, không đọa vào nhị thừa nữa mà là mình là Bồ Tát rồi đó. Và tiếp tục tu tập, vừa độ sanh mà vừa tu tập như vậy đó, thì là chứng cái bậc thứ ba gọi là niệm bất thối. Niệm bất thối tức là tâm tâm lưu nhập vào biển nhất thiết trí, tức là tâm này tâm kia nối liền luôn là nhập vào biển nhất thiết trí. Lưu là dòng nước, tức là dòng nước nó chảy ra biển, biển là rộng mênh mông. Ở đây nó biển nhất thiết trí tức là cái trí tuệ của Phật giống như biển vậy. Nhưng mà bây giờ đó, theo Phật Quang Đại Từ Điển phân thế này, nhất thiết trí đó là chỉ cho bậc nhị thừa, thinh văn và duyên giác. Đạo chủng trí đó là chỉ cho bậc Bồ Tát. Mà nhất thiết chủng trí đó là chỉ cho Đức Phật. Ở đây nói đó, tâm tâm lưu nhập vào biển nhất thiết trí, không phải là nhất thiết trí của nhị thừa, mà nhất thiết trí của Phật. Tại vì dùng từ tắc, nhất thiết chủng trí là nhất thiết trí. Ở đây gì? Ở đây mình nói, đang nói cái vấn đề niệm Phật mà nói vấn đề niệm Phật để đi vào cõi Phật,
như cái hạnh thứ hai là bất thối, là luôn luôn đi độ sanh chẳng đọa nhị thừa, tức là Bồ Tát rồi. Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh không đọa nhị thừa, tức là không đọa lại địa vị duyên giác và thanh văn, thì là Bồ Tát chứ ai. Thì Bồ Tát thì đương nhiên khi tu tập nữa chứng lên niệm bất thối, tức là chứng lên Phật. Nếu vào biển thức trí, biển nhất thiết trí, tức là vào trí tuệ của Phật, biển trí tuệ của Phật là chứng lên Phật quả. Nhân vấn đề này chúng ta cũng nên chi tiết về ba cái bất thối để mình chẳng còn nghi ngờ về pháp môn tịnh độ và chí nguyện cầu giảng sanh của chúng ta sẽ được tha thiết hơn. Đó, bây giờ mình chi tiết ba cái bất thối. Một A, ba bối chính phẩm cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bối hạ, từ hạ phẩm hạ sanh mà tiến lên hạ phẩm trung sanh, từ hạ phẩm trung sanh tiến lên hạ phẩm thượng sanh. Đó là bất thối thứ nhất của bối hạ. Ở dưới tiến lên hoài, không có lui. Bất thối mà, đâu có lui. Đó. Bối trung, từ hạ phẩm trung sanh mà tiến lên trung phẩm trung sanh, rồi tiến luôn tới là trung phẩm thượng sanh. Đó là tiến luôn mà, tiến luôn mà, gọi là bất thối. Bối thượng, từ thượng phẩm hạ sanh, tiến lên thượng phẩm trung sanh, rồi tiến luôn thượng phẩm thượng sanh. Đó là ba bối chính phẩm của cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cực lạc đó nó có bốn cõi, nhưng mà ba cõi đều có chính phẩm. Bây giờ mình đã nói lên một cõi đó, bây giờ tới cái cõi thứ hai là cái cõi kêu bằng là phương tiện hữu dư tịnh độ. Ba bối chính phẩm nơi cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ là phàm ở chung giới thánh đó, phàm ở chung giới thánh, tức là phàm trong thánh. Tức là ở đây đó là phàm chung với phàm, mình ở người phàm chung ở với người phàm. Còn về bên cực lạc, Bồ Tát là thánh, mình là phàm mới giảng sanh với đó là phàm, nhưng mà mình phàm mà mình ở chung với thánh, nên nói là phàm trong thánh. Đây gọi là chúng sanh trình độ hạ căn, giảng sanh theo phương tiện đối nghiệp mà nặng đó, dạng đối nghiệp nặng, nghĩa là mang nguyên nghiệp cũ theo mà giảng sanh về cõi tịnh độ này. Đây là chúng ta nghe cái này cho rõ nha. Khi mình xem mình nghe đó trên clip đó, mình gà tới gà lôi để mình nghe rõ, để mình không có lầm lẫn. Bây giờ tới mục B là ba bối chính phẩm nơi cõi phương tiện hữu dư tịnh độ. Bối hạ, từ hạ phẩm hạ sanh mà tiến lên hạ phẩm trung sanh, tiến nữa tiến luôn tới hạ phẩm thượng sanh. Đó là bối hạ của cái cõi mà phương tiện hữu dư tịnh độ. Bối trung, từ trung phẩm hạ sanh tiến lên trung phẩm trung sanh, tiến luôn tiến tới trung phẩm thượng sanh. Đây là cái bối trung của cái ba phẩm của cái bối trung bên cái cõi mà phương tiện hữu dư tịnh độ. Bối thượng, từ thượng phẩm hạ sanh tiến lên thượng phẩm trung sanh, tiến luôn tới thượng phẩm thượng sanh. Đây là bất thối mà, tiến luôn, tiến hết cái cõi phàm thánh đồng cư rồi tới cái cõi phương tiện hữu dư tiến nữa đó, tiến luôn là hai cõi đó. Hai cõi vậy là mình sáu bối là 18 phẩm rồi đó. Tiến hoài tới ba bối chính phẩm nơi cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là thánh ở chung với thánh nha. Hồi nãy ba bối chính phẩm ở cõi phàm thánh đồng của tịnh độ là phàm ở chung với thánh, bây giờ đó tới cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là ba bối chính phẩm đây là thánh ở chung với thánh. Nhưng mà cũng xin xác nhận đó, thánh ở chung với thánh tức là thánh trong thánh. Đó, thánh trong thánh tức là sống thánh với thánh, gọi chung là chúng sanh trình độ trung căn, giảng sanh theo phương thức đối nghiệp mà là nhẹ hơn cái hàng hạ căn hồi nãy, mà giảng sanh ở cõi tịnh độ này đó. Lưu ý, thánh trong thánh đây là thánh tiểu thừa, tức là mình được bất thối từ cái cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ xong rồi, đó là mình không còn địa vị phàm phu mà chứng lên nhị thừa rồi đó. Lên nhị thừa thì mình chứng luôn ba bối chính phẩm bên cái cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là mình là thánh tiểu thừa, thánh ở trong thánh nhưng mà thánh tiểu thừa. Bây giờ đó tới cái ba bối chính phẩm của cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ. Bối hạ, từ hạ phẩm hạ sanh tiến lên hạ phẩm trung sanh và tiến lên hạ phẩm thượng sanh. Nghe bối hạ nghe, bối hạ của cái cõi mà thật báo trang nghiêm tịnh độ. Bối trung, từ hạ phẩm trung sanh tiến lên trung phẩm trung sanh và tiến luôn trung phẩm thượng sanh. Rồi tới cái bối thượng, bối thượng thì từ thượng phẩm hạ sanh tiến lên thượng phẩm trung sanh và tiến luôn thượng phẩm thượng sanh.
Ba bối chính phẩm nơi cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ là thánh ở chung với thánh, nhưng mà là thánh trong thánh. Đây gọi là chúng sanh trình độ thượng căn, giảng sanh theo phương thức đối nghiệp. Bồ Tát tới đây còn đối nghiệp, nhưng mà chỉ có một phần nhẹ thôi. Hạng này chỉ còn một phẩm nghiệp vô minh mà thôi. Tức là cái hàng nhị thừa hồi nãy nó còn phản là năm phẩm vô minh, mình nói thí dụ vậy. Thì tới cái hàng Bồ Tát này chỉ còn một phẩm vô minh. Tới cái hạng này người ta phá phẩm vô minh rất là dễ, khải móng tay là ta phá xong, một niệm một là ta phá xong. Nên rất nhẹ hơn cái hàng trung căn và hạ căn. Nói ở đây giảng sanh, tức là giảng sanh về cõi tịnh độ này đó, tức là thánh trong thánh mà là thánh đại thừa. Hồi nãy cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, thánh trong thánh mà là thánh tiểu thừa. Còn cái cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ này đó, thánh trong thánh mà là thánh đại thừa. Đó, như vậy thì bắt đầu từ cái ba bối chính phẩm của cõi phương tiện hữu dư tịnh độ đã chứng bất thối rồi. Rồi bắt đầu tu nữa, chứng luôn ba cái chính phẩm, ba bối chính phẩm với cõi cái phương tiện hữu dư tịnh độ thì chứng bất thối luôn. Rồi tới nữa, tới ba bối chính phẩm mình cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ mình chứng bất thối luôn. Như vậy là ba bối chính phẩm, như vậy là tức là mình chứng chín bối, chứng 27 phẩm. Từ cõi phẩm thánh đồng cư là ba bối chính phẩm, cõi phương tiện hữu dư ba bối chính phẩm, cõi thật báo trang nghiêm ba bối chính phẩm, tới đây là mình thành Bồ Tát đẳng giác. À, có lý rồi, có lý rồi, chứng tới đây có lý rồi. Đức thầy nói sẵn vị ngôi rành phân thuận hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Vậy thì các bối các phẩm đã chứng từng bước hết rồi. Bây giờ mình chứng minh Đức thầy giải ha. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu, chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bất thối công phu vuông tròn. Vững vàng bất thối công phu vuông tròn. Ở đây xin nói thế này, không phải chúng ta chứng bất thối ở đây mà chứng bất thối bên cõi cực lạc, cho nên nói là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng. Đó, khi về cõi đó an dưỡng là sao? An dưỡng tức là sống yên trong cái cõi cực lạc. Nước có tiếng pháp thuyết pháp mình nghe nè, chim thuyết pháp mình nghe nè, gió thuyết pháp mình nghe nè, hoa sen thuyết pháp mình nghe nè. Đó, rồi Bồ Tát Phật thuyết pháp mình nghe. Lúc đó mình ở đó mình an ý nghĩ ở trong cái hoa sen đó, mình tu tập để chờ ngày chứng quả, gọi là an dưỡng. Rồi đó, khi chứng quả rồi đó mới là ban thưởng công tu. Cái công tu bên này đã là một rồi, về bên cực lạc tu thêm nữa là hai. Tới đây là tới chỗ chứng bất thối, nên bây giờ đó ban thưởng cái công tu cho mình. Và trong cái ban thưởng này như thế nào đây, mình sẽ hiểu tiếp là chúc cho đó dẹt mây mù. Nếu muốn được ban thưởng công tu thì phải hết mây mù. Mây mù là vô minh, dẹt với mù là dẹt mây mù là phá hết vô minh. Như mình đã nói, khi chứng hết ba bối chính phẩm của cái cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, hay nói chung là chín bối 27 phẩm, và cái phẩm thượng sanh của cái bối thượng bên cái cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ đó, là mình thành đẳng giác Bồ Tát rồi. Như vậy chỉ còn một tí ti vô minh mà thôi. Thì ở đây Đức Thầy nói là chúc cho đó dẹt mây mù, đành rằng là nói với ông cò Tào Hảo là dạy chung cho tất cả chúng sinh. Đã. Thì yêu cầu mình khái một niệm là phá xong một cái niệm vô minh, phá xong một cái phẩm vô minh tí ti còn lại. Thì gọi là cái phẩm vô minh mà gọi là di tế vô minh. Chút xíu đó là mình phá xong. Người nào khi đến đẳng giác Bồ Tát rồi, chỉ niệm một câu thành tâm Nam Mô Di Đà Phật, thành tâm ngay lúc này phá liền cái phẩm di tế vô minh, thì tới đó là vững vàng bất thối. Đó, tới đó là vững vàng bất thối rồi. Tới đây không còn thối lui nữa đó, hoàn toàn chứng cái quả Bồ Tát đẳng giác rồi đó. Là do công phu vuông tròn. Đó, sự tu tập đó hoàn mãn hết rồi đó, là công phu vuông tròn. Thì tới đây chúng ta bất thối rồi đó. Thì vậy về cực lạc sướng quá, không về không được rồi, lần này không về cực lạc là không ổn rồi. Tại vì bên đây là cõi thối lui, bên đây cõi phàm này đó nó có sáu cõi: cõi thiên, cõi thần, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Cõi này là cõi thối, bởi vì mình có cái phước, mình nghĩ rằng mà mình có chút phước, mình cống cao ngã mạng, cái bắt đầu nó thối lại xuống cái cõi thần Tu La. Thần Tu La cái tánh sân nộ đó, có cái phước đó cái thối lại, thối xuống nữa, có thể xuống cái cõi làm người. Cõi làm người có phước cái ngã mạn cống cao, có thối nữa, thối xuống súc sanh. Súc sanh rồi nó hết phước, thối xuống ngạ quỷ, xuống địa ngục, xuống tuốt cái dưới luôn. Thối không à, lui không à, chẳng có tới. Còn về cực lạc là bất thối. Nên nói ở đây là vững vàng bất thối, công phu vuông tròn. Vậy thì chúng ta một lần này phải về cực lạc mới được. Nếu không về cực lạc, ở đây nó còn thối chuyển là nguy hiểm cho chúng ta rất là nhiều. Nguy hiểm lắm.
Bởi vì khi mà mình chứng tam bất thối ở cõi ta bà, mình nghĩ coi, hễ khi một lần thối xuống rồi là mình khổ. Một tâm niệm của mình nó thối lui mình vẫn khổ, đừng nói chi là thối xuống từng cõi. Tâm niệm thối lui vẫn khổ. Một tâm niệm nó đang niệm Phật ngon lành, nó đang cúng lại thanh tịnh, mà tự nhiên cái vọng niệm xen vào, nó chen vào đó là nó mất cái niệm thanh tịnh của mình, là thối lui đó, là mình thấy mình khổ đó. Nhưng mà mình không tự chủ được, tiếng cái là mình không tự chủ được. Đề nghị người tín đồ Phật giáo và hảo, cái thời cúng của mình nếu đọc cái câu nào trong lúc cúng mà nếu nghe không rõ, chúng ta đọc lại, đọc chừng nào nghe cho rõ mới đọc tới câu khác. Cúng như vậy đó mới gọi là vững vàng bất thối, công phu vô tròn. Còn nếu đọc mà nghe không rõ mà bỏ qua, hãy nghe không rõ câu đọc thì đọc không biết câu thứ mấy. Và nếu đọc không biết câu thứ mấy thì lại cũng không biết lại thứ mấy. Chắc chắn là thế. Chắc chắn là thế đó. Hãy kinh nghiệm rồi sao đấy. Còn nếu mình đọc lại rồi từng câu mà mình nghe rõ rồi đó, thì cái lúc lại mấy lại không cần đếm, mình vẫn biết chính xác là bốn lại. Và khi mình niệm Phật từng niệm, niệm bao nhiêu niệm mình được biết hết. Bình thời bây giờ mình niệm Phật mình biết niệm thôi, mình đâu có nhớ. Trong một giờ đồng hồ trung bình là 800 cái niệm Phật, thí dụ nha. Hay là 1000 niệm, người nào niệm lẻ là 1000, người nào niệm với mức độ chậm là 800 niệm, lẻ nữa là khoảng 1200 ha. Nhưng mà cái 800 niệm là cái góc độ mà tôi đã kinh nghiệm nghiên cứu theo từng niệm đó, có thể là xác đáng hơn, có lợi ích hơn, do thành tâm. Thí dụ như bây giờ cái niệm người niệm đó, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm dễ tất lẽ 1500 á, trong một giờ đồng hồ 1500 niệm. Còn bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm hơn thì có lẽ là 1 giờ đồng hồ phải là 1100, 1200. Còn nếu mình chậm nữa mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sao không nghe rõ được? Nếu mình niệm như thế này sao không nghe rõ được? Thì niệm nào chúng ta cũng nghe rõ hết. Như vậy thì 1 giờ đồng hồ cũng phải là 800 niệm. Tôi đã lục lạo và nghiên cứu trong cái lúc mà tôi ngồi niệm Phật 1 giờ đồng hồ để tiêu chuẩn chứng minh, thì rõ ràng khoảng độ 800 niệm. Nhưng mà 800 niệm là niệm nào nghe rõ niệm nấy nghe là ngon lắm đó. Như vậy thì chỉ mình tu tập như vậy đó, là mình niệm Phật như vậy, tức là không có niệm thối lui. Bởi vì mình đang đề sát nó mà, mình theo dõi nó mà, không có niệm thối lui thì mình không có lý do gì mà làm phàm phu nữa đó. Vậy thì thưa với quý vị, quá rồi, tu tịnh độ quá ngon rồi, niệm Phật quá ngon, mà không niệm Phật không tu tịnh độ là mình quá dở luôn. Không có cái chỗ nào mà đắc quả dễ như bên cõi cực lạc. Không có pháp tu nào dễ như cái pháp niệm Phật. Không có cõi nào mà dễ chứng như cõi tịnh độ. Không có cái bối nào mà dễ giảng sanh như cõi tịnh độ đó. Nhưng mà tôi xin nói với quý vị, khi mình niệm Phật đó, từng tâm mình đó, như hồi nãy bài kể nói là dùng tâm hành niệm Phật, một niệm nào mà khi mình niệm lên đó ha, là cái tâm mình yên lặng ở chỗ nào mình biết chỗ đó. Cái góc độ tu hành của mình mà khi mà tới một cái phẩm nào đó mình biết liền, tới nữa mình giảng sanh phẩm nào mình biết liền. Hãy cái tâm mình mà nó hợp với cái phẩm mà gọi là trung phẩm trung sanh, mình thí dụ đi, tới đó nó vui lắm, nó thích thú lắm, rồi nữa để giảng sanh trung phẩm trung sanh. Còn nếu mình chưa có đồng ý nha, mình che cái đó thấp, mình giảng lên trung phẩm thượng sanh, thì cái niệm Phật của mình tới đó tự nhiên tư tưởng nó thích thú chỗ đó thì giảng sanh trung phẩm thượng sanh. Thì mình chưa chịu nữa phải không? Chưa chịu nữa thì mình giảng sanh lên cái là hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm thượng sanh của bối thượng, thì tới đó cái tâm mình tự nhiên nó thích thú. Mà mình chưa chịu nữa, niệm thành tâm nữa, giảng sanh lên là trung phẩm thượng sanh của bối thượng. Rồi tới đó cái tâm mình nó thích thú là tự nhiên nó in vào đó, thì mình giảng sanh phẩm đó. Cái tột cùng đó là thượng phẩm thượng sanh, khi mình niệm Phật thành tâm, mình thích chỗ đó tự nhiên nó chứng ngay chỗ đó. Vậy thì phẩm nào mà chứng nó là do nơi cái niệm của mình, do nơi công phu tu tập của mình. Cho nên ở đây Đức Thầy nói là vững vàng bất thối, công phu vuông tròn. Phải vuông tròn mới bất thối đó. Nếu không vuông tròn là không bất thối. Vậy hả? À, chuyện rõ là như thế. Văn viết thế này: từ ngàn xưa người ta có sẵn quan niệm tu thì phải tu nhiều đời mới được giải thoát, đâu như Phật Thích Ca một đời đắc đạo. Nó tức là người ta đem ra cái thí dụ chỉ Phật Thích Ca tu mới được cái đó thôi, chứ người phàm tu không được. Chính vì lẽ này mà họ tuy có tu nhưng không tin rằng mình sẽ thành Phật trong một đời, rồi trôi lăn trong danh lợi của tiền, trôi lăn trong ân ái tình cảm. Bản thân thì mặc cho nó chết bao nhiêu kiếp cũng được, còn linh hồn thì mặc cho nó bị đọa đày trong lục đạo, không có con số tính. Đạo Phật giải thoát sinh tử, nếu ai biết quay về chuyên lo niệm Phật để chấm dứt khổ đau, chắc chắn rằng người đó sẽ được như ý muốn.
trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho đệ tử, cho chúng sanh có nhiều vị. Có khi Đức Phật thọ ký một đời giảng sanh thành Phật, có khi Đức Phật thọ ký dài đời giảng sanh thành Phật, đó. Có khi Đức Phật thọ ký nhiều đời giảng sanh thành Phật. Đó là tùy theo căn cơ chúng sinh mà Đức Phật thọ ký. Nhưng mà riêng với giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đó, Đức Thầy thọ ký tổng quát, Bồ Tát cũng một kiếp, rồi Duyên Giác cũng một kiếp, Thinh Văn cũng một kiếp, Chư Thiên cũng một kiếp, Cõi Thần cũng một kiếp, con người của mình cũng một kiếp, súc sinh ngạ quỷ địa ngục cũng một kiếp. Nếu y cứ theo đó mà tu, một kiếp thôi. Nhưng mà một kiếp của từng cấp con người đó là giáng sanh về các cấp phẩm khác nhau. Trình độ cao thì giáng sanh phẩm cao, trình độ thấp thì giáng sanh phẩm thấp. Nếu biết tu tịnh độ thì nhất định một kiếp giáng sanh. Nhưng mà trong một kiếp đó, nó phải có điều kiện đòi hỏi, đó là cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành. Nếu thiếu đức tin, nếu thiếu chí nguyện và thiếu công hạnh niệm Phật thì một đời này vô dụng, ngàn đời cũng vô dụng luôn, đừng nói chỉ là một đời đó. Nếu được tính nguyện phụng hành như vậy, tức là được tin sâu, được nguyện thiết và được chuyên niệm Phật như vậy đó, thì được cứu cánh về nơi an dưỡng, chắc chắn là vãng sanh Cực Lạc. Cứu cánh về nơi an dưỡng, an dưỡng là hai cái chữ khác của chữ Cực Lạc à, tức là được vãng sanh. Nhưng mà một khi về Cực Lạc rồi sao? Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mới đầu dưới cực luân hồi. Đây là cái Đức Thầy thọ ký tổng quát cho bất cứ ai niệm Phật cầu sinh Cực Lạc. Còn tu pháp môn khác không biết à. Đây đang nói chỗ tu tịnh độ. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành là ba cái tâm của tịnh độ. Tính đức tin, chí nguyện và niệm Phật. Được như vậy mới được cứu cánh về này ăn dưỡng. Và người đó mới chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, tức là chỉ một kiếp này vãng sanh Cực Lạc, thì mới không còn sanh tử luân hồi, tức là thoát. Đây là nói riêng người tu tịnh độ. Còn nói tu các pháp khác là cái chỗ này không có nói tới à. Phải nói cho rõ mới được. Tu pháp khác đó nhiều đời không chừng, cái đó không biết được. Nhưng nếu bây giờ nếu nói rộng ra một chút, cái người nào có nhân duyên giải thoát trong một đời này thì một kiếp này giải thoát thành Phật. Người nào chưa có đủ nhân duyên giải thoát trong một kiếp này thì 2, 3, 5, 10 kiếp sau mới giải thoát thành Phật. Thì tới cái kiếp cuối cùng được gọi là một kiếp. Tới kiếp cuối cùng gọi là một kiếp. Nhưng mà thôi, 10 kiếp nữa làm chúng sanh để làm cái gì? Để tạo thêm ác nghiệp phải không? Để khổ đau sanh tử phải không? Không có lợi ích gì hết á. Một kiếp này cũng giảng sanh, 10 kiếp nữa cũng giảng sanh thôi, giảng sanh một kiếp này xuống không? Để ta thụ hưởng cái bất di bất dịch, thụ hưởng cái là cuộc đôi y thực muốn chi đủ thứ bên kia. Thụ hưởng cái là tâm thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Không sướng sao? Ở đây chỉ cho nó khổ. Kinh chép: kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa thị phi toán số sở năng chi chi, đảng khải dĩ vô lượng a biên, vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết. Nghĩa là trong ấy có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ, chẳng thể tính toán để biết được số lượng, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên a tăng kỳ mà thôi à, vô lượng vô biên thôi chứ không có nói con số. Tức là cái người giảng sanh về Cực Lạc chứng lên cái bồ xứ đó, chứng ba cái ngôi bất thối mà được thành bổ xứ Bồ Tát, đó là vô lượng vô biên không có tính hết. Giải nghĩa rộng thế này: nhân dân từ mười phương về thế giới Tây Phương Cực Lạc liền chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối. Đây là lời Ngộ Ích Đại Sư giải. Trong các kinh luận đã nói tu đến thập địa pháp dân địa Bồ Tát thì mới có thể chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối. Trong số ấy lại có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ chính là đẳng giác Bồ Tát. Nên nãy giờ mình nói đó, cái Bồ Tát mà tu trọn vẹn ba ngôi bất thối tới bất thối cuối cùng là chứng Bồ Tát bổ xứ, Bồ Tát đẳng giác, chờ bổ xứ đi làm Phật đó. Trong thế giới Ta Bà chỉ có Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sanh bổ xứ, tức là một đời này được thành Phật. Nó gọi là nhất sanh, tức là một đời này được thành Phật. Tại Tây Phương thế giới hậu bổ Phật, tức là sau này đó, được nhất sanh bổ xứ là vô lượng vô biên. Trong mười phương thế giới nếu có vị nào nhập diệt liền qua đó điền tên mình vào chỗ vị Phật đó. Nếu bây giờ cái vị Phật nào mà nhập diệt rồi, đồng đạo mình niệm Phật, bất cứ người nào giảng sanh về đó mà tu hết, chứng hết ba ngôi bất thối rồi là lên cái bậc đẳng giác, thì chờ một kiếp nữa thành Phật đó à, thì mình tới đó là tự nhiên chư Phật đó điền cái tên mình vô đó, rồi là mình đi làm Phật độ đời. Chứ không có nói gì dài dòng nữa. Tây Phương thế giới là trường huấn luyện Phật để bổ nhiệm làm Phật à, nơi đó là cái nơi trường huấn luyện làm Phật. Còn ở đây là trường huấn luyện làm phàm. Ông bà cha mẹ cái ra con, ra cháu, ra chắc, ra chích, toàn là huấn luyện làm phàm không à, không có làm Phật. Còn về bên Cực Lạc huấn luyện làm Phật, không có làm phàm.
bất cứ người nào về đó là làm Phật chứ không làm phàm. Cho nên ở đây mà nói tới cái vấn đề mà làm phàm là thôi nó ngắn dữ lắm, ngắn rồi. Ở đây không phải cái trường huấn luyện của mình rồi, bây giờ Cực Lạc mới là cái trường huấn luyện. Ở đây là huấn luyện làm phàm là khổ dữ lắm, không chịu rồi, không chơi nữa. Giống như thái tử là người kế thừa ngôi thiên tử của vua cha, khi nào hoàng thượng băng hà thì các vị trung thần đều tiến cử thái tử lên ngôi vua. Đó, đó là lấy thí dụ. Hãy thái tử thì kế vị ngôi vua, mình niệm Phật giáng sanh thì kế vị ngôi Phật, là vậy thôi. Người tu tịnh độ cũng vậy, sau khi giảng sanh về cõi Cực Lạc chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối, nên nhớ ba ngôi bất thối đây là địa vị Bồ Tát, thì không bao lâu sẽ kế thừa ngôi Phật, sẽ được bổ sứ làm Phật đi cứu độ chúng sinh. Cho nên Đức Thầy viết dạy, nếu như ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nữa cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng cứu giúp chúng sinh. Hôm nay chúng ta phải phân tách cái này. Chúng ta nên hiểu rằng 15 chữ đầu, nếu như ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, đó là chúng ta tu trọn vẹn ba thứ bất thối, tu chứng trọn vẹn ba thứ bất thối. Nghe lại nghe, nếu như ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, về Tây Phương an dưỡng là về đó, gọi là chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối rồi đó. Tiếp theo 6 chữ kế tiếp đó là mà học đạo cho hoàn toàn, tức là được bổ sứ làm Bồ Tát. Đi chứng bất thối rồi thì được bổ sứ chứ sao, được Bồ Tát bổ sứ. Và 7 chữ sau cùng, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh, đó là được làm Phật đi độ đời. Chàng ơi, nói tới đây nó mới mình mới thấy giáo lý Đức Thầy với kinh Phật nó không có khác. Và cái người niệm Phật phải nói khi nghe và hiểu được rồi đó, mà mình không niệm Phật một đời này đi giảng sanh là phải, nó lãng phí đời mình chưa từng có. Danh lợi của tiền quyền thế nó chi phí, nó làm cho mình lãng phí nhiều đời lắm rồi, và nó làm cho mình khổ đau nhiều đời lắm rồi. Chỉ có một lần này lên Cực Lạc được bổ sứ Bồ Tát, được làm Phật, được đi cứu độ chúng sinh, chúng ta tiếc cái gì? Tiếc cái gì nữa mà không chịu đi còn ở đây làm gì? Tổng số 28 chữ mà chúng ta có đủ chứng, có đủ sự tu chứng và chờ làm việc và chính thức đi đầu đời, một vấn đề phi phàm chưa từng có. Và nếu có cái pháp môn tịnh độ mới có thể có được cái hiệu quả như thế, còn các pháp khác không được như vậy, thì chúng ta còn tiếc gì mà không chịu niệm Phật cầu sinh Cực Lạc. Nói như thế không có nghĩa là đề cao tịnh độ mà hạ thấp các pháp môn khác. Lý do là nhờ công đức không thể nghĩ bàn của Phật lực khổ niệm, không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, chúng sanh đời nay hưởng sự nhiệm màu đó là giải thoát sinh tử. Nhờ đó mà giải thoát sinh tử. Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và nhiều kinh khác đều nêu lên những lý do như thế. Lý do gì? Lý do là thập phương chư Phật tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán cõi Cực Lạc màu nhiệm, tán thán người tu tịnh độ. Đó là cái cách thức hết sức đặc biệt. Thử hỏi có ai dám mở lời chê chăng sức màu nhiệm của câu Phật hiệu để giải quyết sanh tử một đời cho chúng sanh đời nay, thật quả là siêu tuyệt trong siêu tuyệt, màu nhiệm trong màu nhiệm, bất khả tư nghì công đức trong bất khả tư nghì công đức, thập phương chư Phật hộ niệm trong thập phương chư Phật hộ niệm, bất khả tư nghì, chẳng còn dùng lời lẽ nào để nói, chỉ có ngâm câu Phật hiệu trong tâm mình liên tục rồi tự hiểu tự chứng đấy thôi. Chỉ có mình ngâm câu Phật hiệu miên mật mãi 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 trong tâm của mình mà mình biết thôi, chứ không thể nói hết được ý nghĩa. Và sau đây là một đoạn cuối cùng trong một đoạn văn ngài Ngẫu Ích Đại Sư đã viết để mình nói. Trong hết thải kinh luận Đức Phật giảng trong 49 năm đều không có thiết chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối. Phật Thích Ca thuyết 49 năm đó không có cái thuyết là chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối, không có. Nếu có vị bất thối là thiếu hạnh thiếu niệm, nếu có niệm bất thối thiếu hạnh thiếu vị, có hạnh bất thối thiếu niệm thiếu vị, ba ngôi chưa bao giờ trọn vẹn. Trong mười phương thế giới của chư Phật cũng không có tình trạng này. Chẳng những Phật Thích Ca mà mười phương thế giới chư Phật cũng chẳng có. Tại sao? Là vì mười phương thế giới chư Phật đều có tịnh độ, chứ không phải là không có, nhưng mà chỉ có ba cõi thôi: phương tiện hữu dư tịnh độ, rồi thật báo trang nghiêm tịnh độ, và thường tịnh quang tịnh độ. Riêng đặc biệt cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà có tịnh độ thứ tư là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ. Nhờ giảng sanh về cõi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ rồi tu chứng mới được là ba ngôi bất thối, ba cái bất thối đó. Nếu không có cõi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ thì thời này Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ không dạy mình niệm Phật cầu sanh đâu. Vì cái cõi mà phương tiện hữu dư tịnh độ mình không thể giảng sanh về tới, vì cái nghiệp mình quá nặng, cái hàng nhị thừa giảng sanh về đó. Còn cái cõi mà thật báo trang nghiêm tịnh độ là cái hàng Bồ Tát giảng sanh về đó, mình là vô phương rồi, không có được cứu chữa. Chỉ có cái cõi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ là lần này có cái đường về,
đó. Và lần này chúng ta mới có cái cơ hội để chứng lên tam bảo thôi. Vì vậy cho nên mười phương chư Phật ở thế giới không có tình trạng này. Ngài lại dùng thiền tông để so sánh. Thiền tông là đốn ngộ, tức là pháp tu của mà tổ Đạt Ma từ bên Ấn Độ mà sang Trung Hoa đó, để truyền cái tâm ấn cho ngài Thần Quang, tức là sau này khi tên Huệ Khả đó. Tức là thiền đốn ngộ, tức là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng chẳng thể đoạn sạch tập khí phiền não trong một đời. Thì rõ ràng khi mà Đức Lục Tổ Tổ Đạt Ma mà truyền cái tâm ấn cho Huệ Khả rồi đó, thì Huệ Khả còn theo hầu tổ tu một thời gian nữa đó, chứ không phải tới đó mà thôi đâu. Cái lúc mà ngày Tổ Bồ Đề ở đâu đó, Tổ Đạt Ma ở đâu đó, thì là Huệ Khả đi theo đó, không có rời sư phụ mình, không rời hòa thượng. Mà tới chỗ nào ngày cũng tu ha. Tổ đi đồ đời mà ngày lo tu thôi chứ chưa có đi hầu thầy mà tu. Có một hôm ngồi đó, ngày tự chứng. Thì lúc bây giờ ngài mới nói với Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, tâm con nó chứng được cái không. Tổ Đạt Ma sợ lạc vào cái ngoan không của ngoại đạo, cho nên tổ nói ông coi chừng lạc vào ngoan không. Thì đó ông Huệ Khả mới nói cho bạch hòa thượng là liễu liễu thường tri làm sao không được. Tức là tâm con rõ ràng thường biết, làm sao mà lạc vào cái ngoan không được. Thì bây giờ đó Tổ Đạt Ma mới nắm cái tay của ông Tổ Huệ Khả này: ta như thế, ông như thế, chư Phật như thế, giống nhau à, giống nhau. Vậy thì ở đây nó ngài lại dùng thiền tông để so sánh. Thiền tông là đốn ngộ, nhưng chẳng thể đoạn sạch tập khí phiền não trong một đời đó, chưa chắc gì đoạn sạch. Như vậy thì rõ ràng mình kể câu chuyện trên là Tổ Huệ Khả phải còn tu nữa đó, theo hầu tổ và tu nữa đó mới đạt đó, mà chưa chắc đoạn sạch đó, chứ không phải chơi đâu. Trong thiền tông sau khi triệt ngộ, đời đời chẳng lưu sục, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đó, tức là tu thiền tông mà tu đạt chứng ngộ đời đời mà không có lưu sục, tức là không có thấu chuyển đó, chẳng phải là chuyện dễ đâu, phải còn thấu chuyển. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, những vị đại triệt đại ngộ bên thiền tông đến đời sau bị thấu chuyển rất nhiều. Đây là cái sự xác nhận của Tổ Ngôn Ích Đại Sư. Đến đời sau có một câu chuyện rất nổi tiếng là Tam Sanh Thạch, tức là hòn đá ba đời, kể về thiền sư Diên Trạch. Sư có thể biết quá khứ vị lai, vẫn chẳng thể tránh khỏi đời sau đầu thai. Tu biết quá khứ vị lai rồi mà còn bị đầu thai đó, chưa có chứng quả Phật được đó. May mắn là sư chẳng bị mê khi cái tắm, tức là khi đầu thai mà không có bị mê. Sự tu tập của ông giỏi vậy đó. Nhờ được chuyện đời trước, nhớ được chuyện đời trước, nhưng vẫn phải luân hồi tiếp tục tu tập. Dù giỏi vậy mà vẫn phải luân hồi, chưa có được thành Phật. Mà về cực lạc không có chuyện này. Chúng ta nghe tiếp nè. Khi thai thân này, sư có cơ hội ở chung với các vị Phật, các vị Bồ Tát, mà cũng chẳng thể duyên chứng ba ngôi bậc thôi. Dù là cái thân này chứng mà cũng ở chung với Bồ Tát đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ chứng được ba ngôi bậc thôi. Đó. Bởi lẽ trong thiền hễ có tu trì thì trong đời thứ hai có phước có huệ, có thể là đại phú đại quý, rồi lại đầu thai, càng đầu thai càng mê, tình càng sâu mỗi ngày càng tệ hơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao để thành Phật mà phải mất vô lượng kiếp. Đó là nguyên một đoạn văn của Tổ Ngộ Ích Chiếc. Thì cuối cùng tóm lại ngài nói, chỉ riêng pháp môn tịnh độ mới chứng trọn vẹn ba ngôi bất thối khi về được cực lạc rồi. Về được cõi phàm thánh đồng cư, tức là về luôn bốn cõi, chứng luôn ba cõi kia, tiếp tục là bốn cõi chứng hết. Như vậy là chứng luôn ba cái ngôi vị bất thối, thì coi như quả vị Phật nắm trong tay, thành Phật nắm trong tay, chắc chắn là chúng ta sẽ học đạo hoàn toàn, đặng trời là cứu giới sống sạch. Chắc chắn là chúng ta thành Phật chứ không có gì là khác lạ. Như vậy thì thưa với quý vị, cuối cùng đó, tới đó rồi đó là mình được làm Phật, tức là được bổ, được chư Phật bổ cái giai vị của mình vào đó. Để thành thật như Đức Di Lặc đó ha, là nhất sanh bổ xứ đó, sau này đó là được làm Phật để khai cái hội Long Hoa thuyết pháp độ sanh. Là bên đây có mình nên gì đó thôi, còn cực lạc đó vô số vô biên, mà mình là những người giảng sanh về cực lạc, mình cũng là như bất thối đó, bổ xứ Bồ Tát bất thối. Thì thưa với toàn thể quý vị, vì qua cái bài thứ hai, tức là nhất cú Di Đà chứng tam bất thối, chỉ thử nhất sanh tiện bộ Phật vị, tức là một câu A Di Đà chứng ba ngôi bất thối, chỉ trong một đời này được bổ lên Phật vị. Trong một đời này thôi, thì Đức Thầy nói chỉ một kiếp Tây Phương hướng hợp cùng với một câu là chỉ trong một đời này, không có gì là lạ. Vậy thì trong một đời này làm Phật, được làm Phật, thoát mà đều nhất cực luân hồi thì làm Phật,
nhất cuộc luân hồi tức là hết hết sinh tử luân hồi, hết sinh tử luân hồi tức là làm Phật, mà về đây chỉ một kiếp về Tây phương tức là về cực lạc đó, vậy đó tu là làm Phật chứ làm gì giờ, làm Phật đi độ chúng sanh, đó là cái nguyên tắc căn bản của Tịnh Độ Tông. Vậy thì qua cái chương trình trình bày cái bài thứ 8 mà chúng ta tìm hiểu của Triệt Ngộ Đại Sư về cái pháp tu Tịnh Độ đó, coi như tới đây đó mình đã xong rồi. Cũng rất mong chư quý vị chúng ta tìm hiểu thêm, nghiền ngẫm thêm. Chúng tôi bàn tới đây chưa có chắc chắn là đủ, mà cũng chưa chắc chắn là đúng hoàn toàn. Mong rằng chúng ta cùng hợp ý để chúng ta biểu dương cái Tịnh Độ Tông trong cái thời mạt pháp này, để cầu mong sao cho đó cái ước nguyện của Đức Thầy thành tựu, là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Để cái ước nguyện của mình thành tựu là tứ nguyện cầu bá tánh vạn nhân từ tam bát giải thoát mê ly, mới là thỏa nguyện của Phật, thỏa nguyện của Thầy, thỏa nguyện của mình. Đó là cái nhiệm vụ tu và tất cả chúng sinh đồng giải thoát đó. Thì kính chúc toàn thể quý vị mau dồi dào sức khỏe, siêng tu Tịnh Độ, chuyên tu Tịnh Độ, gắn tu Tịnh Độ. Dạ, niệm Phật mình phải biết mình đang niệm Phật và cần niệm Phật cho nhiều, để chúng ta thừa hưởng cái phước báo vô lượng vô biên bên cõi Tây phương cực lạc. Nhất định chúng ta sẽ chứng lên ngôi bất thối, nhất định chúng ta sẽ làm bổ xứ Bồ Tát. Dạ, nhất định chúng ta sẽ đi làm Phật để cứu độ chúng sinh. Đó là nhiệm vụ chung của tất cả con người biết tu tập, đặc biệt nhất là pháp tu Tịnh Độ. Thì tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ được thoát nơi khổ hải liên đài, được lên để chứng tam bất thối, và chúng ta sẽ được trí huệ thông minh giải đắc đạo quả để đi cứu độ chúng sinh, để được thành Phật đi cứu độ chúng sinh. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.